Thưa quý vị và các bạn, camera an ninh đã trở thành thiết bị hỗ trợ quen thuộc với mỗi gia đình hiện nay. Tuy nhiên, do sự chủ quan thiếu hiểu biết đã dẫn đến tình trạng nhiều gia đình bị rò rỉ hình ảnh cá nhân từ thiết bị này. Không khó để tìm các video được trích xuất từ các camera các gia đình trên không gian mạng. Theo các chuyên gia, các thiết bị ghi hình kỹ thuật số có kết nối Internet dễ trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Nguyên nhân một phần là do chính sự chủ quan của người dùng không đặt mật khẩu riêng sau khi hoàn thiện lắp đặt. Trong quá trình hoạt động trên lĩnh vực lắp cam và thiết bị an ninh thì mình cũng gặp rất nhiều trường hợp là khách hàng là cứ khi nào mất hoặc quên tài khoản thì lại đến yêu cầu của đơn vị lắp cấp lại. Thì bản thân nếu mà đơn vị mà lắp cam mà đã cấp lại được thì có nghĩa là mình đã bị lộ thông tin tài khoản rồi. Đấy nên là ý thức của người tiêu dùng trong việc bảo vệ tài khoản của mình là rất quan trọng. Để phòng tránh rò rỉ hình ảnh cá nhân, theo các chuyên gia, người dùng nên trang bị hệ thống camera giám sát chất lượng, có độ bảo mật cao, đồng thời thường xuyên đổi mật khẩu. Hiện nay, số lượng xe ô tô của các gia đình xuất hiện ngày càng nhiều. Nhiều chủ phương tiện chủ quan để xe ở những nơi vắng vẻ, khuất tầm nhìn và đã trở thành mục tiêu của tội phạm trộm cắp. Mới đây, Công an thành phố Ninh Bình đã điều tra, làm rõ hai đối tượng gây ra 10 vụ trộm cắp trang thiết bị ô tô là Trần Khắc Vinh, sinh năm 1987, trú tại khối 8, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và Chử Văn Tín, sinh năm 1994, trú tại xóm Cổ Điển A, Tứ Hiệp, Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Các đối tượng khai nhận lợi dụng ban đêm và sơ hở của chủ tài sản khi đỗ xe nơi vắng vẻ, khuất tầm nhìn, không có bảo vệ hoặc camera an ninh. Trần Khắc Vinh và Chử Văn Tín đã sử dụng các vật dụng kim loại cứng có đầu nhọn để thực hiện liên tiếp 10 vụ trộm cắp thiết bị ô tô. Sau khi thực hiện chót lọt các vụ trộm cắp, hai đối tượng tẩu tán tài sản tại một cửa hàng bán phụ tùng ô tô xe máy của bà Đinh Thị Liên, sinh năm 1949, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Công an thành phố Ninh Bình khuyến cáo tội phạm ngày càng tinh vi và liều lĩnh, người dân cần nêu cao cảnh giác, không để tiền và tài sản có giá trị trên xe, có biện pháp bảo vệ tài sản, trông coi, tránh sơ hở để kẻ gian lợi dụng. Hiện nay đang là thời điểm giao mùa nên mưa dông kèm lốc sét diễn biến phức tạp. Người dân cần hết sức cảnh giác và chủ động nâng cao kiến thức phòng tránh nhằm giảm thiểu hậu quả của hiện tượng thời tiết xấu. Mới đây, cơn mưa lớn kèm dông sét trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã khiến 3 người tử vong. Theo các chuyên gia, tháng 4, tháng 5 là thời điểm giao tranh giữa hai hệ thống gió mùa Đông Bắc và hệ thống gió mùa Tây Nam. Sẽ xảy ra các nhiễu động thời tiết như mưa dông, sấm sét. Để phòng tránh sét đánh, khi thấy trời sắp dông, mọi người nên tìm chỗ an toàn là tòa nhà hay công sở có lắp thiết bị chống sét, tuyệt đối không trú mưa dưới cây cối, tránh xa vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, cuốc, liềm, các vùng đỉnh núi hay sườn núi nhô cao là những nơi rất nguy hiểm. Tiếp theo chương trình là một số thông tin an ninh an toàn đáng chú ý. Công an huyện Hoa Lư vừa tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Hương Hà ở thôn Áng Ngũ, xã Ninh Hòa, do Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1989, trú tại thôn Trường An, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, là chủ cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện có 14 thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an đã thu giữ 0,43 gam ma túy ketamin, nhiều đồ vật để sử dụng ma túy. Qua test nhanh có 11 trên 14 đối tượng dương tính với các chất ma túy. Hiện công an huyện Hoa Lư đang tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án trinh sát bắt hai đối tượng Giàng A Khai, sinh năm 1996 và Giàng A Thái, sinh năm 2000, cùng ở bản Cao Trải, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, Lai Châu, về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 3 bánh heroin có trọng lượng trên 800 gram và 2,5 kg nhựa thuốc phiện. Hiện Công an huyện Phong Thổ đang phối hợp với Công an huyện Mường Tè tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định pháp luật. Liên quan đến công trình biệt thự số 9 Lô B, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, có nhiều vi phạm đã được báo chí phản ánh thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký văn bản về việc xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân liên quan vi phạm trật tự xây dựng tại công trình biệt thự này. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy xác định cụ thể trách nhiệm của tập thể Ủy ban Nhân dân quận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận phụ trách lĩnh vực xây dựng đô thị khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình An ninh an toàn ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trái lạc tim mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho cơ thể. Vitamin C, beta-carotene và các hợp chất polyphenol giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, trung hòa các gốc tự do, ngăn ngừa sự lão hóa. Được làm 100% từ những trái lạc tim chín mọng, mang lại sự tươi trẻ và tràn trề sức sống. Nước lạc tiên đồng dao, ngọt ngào, quyến rũ.